Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì gần đây Thắng thấy có rất nhiều những anh em cô chú anh chị và các bạn có đặt câu hỏi cho Thắng là cái việc là cái ví Web3 của Pi hay là cái ví Pi này nó thực sự là một cái ví Web3 hay không. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải xét trên một số các cái tiêu chí là thế nào được gọi là một ví Web3 và ví Web3 nó có khác biệt gì nhiều không so với cái ví gọi là không lưu ký hay là non custodial theo thuật ngữ của tiếng Anh đó. Thì chúng ta sẽ không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi này mà chúng ta sẽ cùng nhau xét trên cái phương diện là ở cái thời điểm này tại cái hệ sinh thái này thì mạng Pi nó sẽ làm như thế nào. Thì đây là cái điều mà Thắng muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay tới cô chú anh chị và các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ xét về cái hệ sinh thái của cái mạng Pi này. Thì rõ ràng chúng ta biết rằng là ngoài cái ứng dụng gọi là cái Pi để chúng ta khai thác mỗi ngày, chúng ta còn một cái phần mềm khác đó là cái Pi Browser các bạn. Thì đối với cái Pi Browser này nó chứa toàn bộ những cái gì mà mình có thể gọi là UTD tiện ích hay là hệ sinh thái đó. Thì trên này á, về cái mặt giao diện UX UI thì chúng ta cũng đã quá là rõ ràng rồi. Và đặc biệt là trong tương lai khi mà cái mạng lưới mở nó diễn ra thì cái Explore the Testnet Ecosystem này nó sẽ chuyển thành chữ Explore the Ecosystem thôi. Lúc đó khi mình click vô đây là mình có thể tương tác với toàn bộ những cái DApp của nó. Cái điểm mà chúng ta sẽ thấy khó chấp nhận đối với những ai đã từng tham gia vào thị trường crypto lâu á, là họ sẽ khó chấp nhận ở cái điều này, đó là đối với họ á, crypto nó chỉ đơn giản là cái gì đó là DeFi, gọi là làm về cầu nối những thứ thôi. Nên là họ khi họ nhìn vào một cái ứng dụng crypto mà nó có những cái gọi là utility tiện ích giống như Pi thì rất khó để họ có thể tìm ra được một cái mẫu số chung rằng Pi nó có cái sức thuyết phục. Rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn ở cái góc độ như vậy thì khó có thể đánh giá được Pi nó sẽ có cái gì đó to tát, nhưng trên thực tế nếu như mà chúng ta có đủ những cái doanh nghiệp lớn đi vào trong á, thì lúc đó thì cái việc mà nó tạo ra cho một cái mạng Pi, một cái mạng lưới rộng khắp không chỉ ở bên trong mà còn bên ngoài mạng lưới ấy, nó là một câu chuyện rất là khác các bạn. Và đó là lý do tại sao chúng ta có những cái sự kêu gọi ở gần đây để chúng ta thấy rằng là không chỉ Pi có team cởi mở với những cái ứng dụng tiện ích mà họ cũng cởi mở luôn với cả những cái ứng dụng DeFi, và mạng Pi nó sẽ đưa cho chúng ta một cái sự đa dạng khá là nhiều so với cái mạng gốc của nó là cái mạng Stellar nha. Stellar mãi gần đây bắt đầu mới triển khai DeFi. Tuy nhiên ấy là Pi họ triển khai luôn ngay ở cái thời điểm ban đầu như thế này. Như vậy sẽ là tốt cho cả mạng Pi. Bởi vì cái thời điểm nó phát hành nó là mới, còn cái thời điểm của mạng Stellar nó đã triển khai đâu đó 10 năm bắt đầu mới làm cái điều này thì có thể là nó sẽ gây ra rất nhiều những cái vấn đề. Ví dụ như Ethereum nó làm khá tốt về cái mạng DeFi và nó làm cái cầu nối tốt rồi. Thì cái mạng Stellar sẽ khó có thể cạnh tranh được cái thị phần lớn. Vì mạng người ta nói đến Stellar thì người ta nói đến số hóa, người ta nói đến chuyển tiền thôi đó, nên là như vậy. Còn Pi thì nó bao gồm toàn bộ nhưng tập trung chủ yếu là những cái tiện ích. Rồi thì chúng ta quay trở lại câu chuyện ví Pi, thì đối với cái ví Pi á thì trên thực tế mà nói ở thời điểm hiện tại mình có thể nhìn thấy nó khá là đơn giản, thậm chí có thể nói là nó khá là sơ sài khi mà chúng ta so sánh nó với bất cứ một cái ví Web3 nào khác ngoài kia. Ví dụ như ví OKX Web3 này, ví MetaMask này, hay là ví Trust Wallet, rồi Sepan Wallet, Gate.io Wallet đó. Thì cho những cái ví đó thì cái tính năng của mạng Pi còn thiếu khá nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm gần đây chúng ta đã thấy có cái sự bổ sung, đó là thêm cái tính năng lockups mà Thắng đã có chia sẻ rất là nhiều lần. Điều đó khẳng định rằng là cái ví của chúng ta có thể tương tác trực tiếp với blockchain Pi, từ đó có thể đưa ra một cái kết luận là có một cái hợp đồng thông minh sẽ giúp cho cái mạng Pi tương tác với bất cả những cái user nào sở hữu cái ví Pi này. Hiện tại thì nó đang là độc quyền đối với cái ví Pi. Và trong tương lai khi mạng lưới mainnet nó diễn ra, khi mà cái chuỗi của Pi được tích hợp vào trong những cái mạng lưới đó thì cái này nó không gọi độc quyền nữa mà bất cứ một cái ví nào cũng có thể làm được cái điều tương tự. Và có một cái điểm nữa là khi mà chúng ta đăng nhập vào ví Pi, nếu như bạn sử dụng một cái điện thoại thông minh không có cái tính năng hỗ trợ vân tay hoặc mật khẩu vào khuôn mặt thì rõ ràng cái điều duy nhất bạn phải làm đó là nhập đủ 24 cụm mật khẩu trong cái seed phrase của mình thì mới có thể đăng nhập vào cái VP. Và trong một số trường hợp chữ cái viết hoa viết thường nó cũng sẽ gây ảnh hưởng, hoặc các cái ký tự một cái bàn phím của bạn đăng nhập nó không giống như là ký tự gốc ban đầu thì rất có thể là bạn sẽ không vào được VP của mình nữa. Cho nên ấy, Thắng nghĩ rằng nếu như có thể thôi, nếu như có thể thì mạng Pi họ bổ sung thêm một cái dạng thức gọi là mã pin. Thì đối với cái mã pin này giúp mọi người có thể đăng nhập thay vì sử dụng cái biometric, tức là cái face ID hoặc là cái fingerprint. Thì như vậy là nếu như những cái điện thoại nào họ không có vân tay hoặc họ cảm giác rằng cái vân tay nó không thực sự an toàn thì họ có thể đăng nhập bằng cái mật khẩu mã pin của mình. Thì đối với cái mã pin này có thể truy xuất vào ví Pi, kiểm tra được cái seed phrase của ví Pi. Trong cái trường hợp bạn lỡ quên cái seed phrase mà bạn nhớ cái mã pin này thì bạn vẫn có thể đăng nhập vào cái ví đó với cái điều kiện bạn chưa từng xóa cái app Pi Browser đó đi nha. Thì đó là cái điểm mà có thể là
thì họ sẽ bổ sung, hoặc có thể không làm cái điều này, bởi vì cái này á nó thuộc về cái gọi là cái ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, chứ nó không phải là cái việc mà Peabody cần phải làm ở thời điểm hiện tại. Mà cái điều họ cần làm ở đây đó là đối tác, đó là mạng mở, đó là pinot. Còn cái việc bảo vệ tài sản cá nhân thì Thắng cũng không thể bảo vệ tài sản hộ cô chú anh chị các bạn được, và chính bản thân Thắng cũng phải tự làm sao bảo quản cái tài sản của mình. Đấy là cái điểm mà mọi người cần phải thực sự lưu ý, vì hầu hết là chúng ta có thể là đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với tiền điện tử, và Pi chính là cái dự án đầu tiên mà chúng ta biết về tiền điện tử chẳng hạn, thì rất khó cho mọi người có thể hiểu, bởi vì là các cái ký tự nó bằng tiếng Anh mà nó khá là khó nhớ, bản thân Thắng cũng không thể nhớ hết được, nên là phải ghi ra giấy, ghi ra một cái file nào đó. Nhưng mà mình đâu biết được ngày nào cái file đó nó bị hỏng, hay là cái giấy đó nó bị mờ, bị nhòa, đúng không? Hoặc là đơn giản là cái điện thoại thông minh bây giờ nó đang hoạt động bình thường, nhưng ngày mai tự nhiên nó dở rời, nó lại chết cái vân tay hoặc là chết cái khuôn mặt, thì lúc đó chúng ta có thể là không nhớ để cho nó nhập vô nữa, thì nó rất thực sự là nguy hiểm của bạn. Rồi tiếp theo về cái ví Pi ấy, thì cái câu hỏi ở đây đó là liệu cái Pi Wallet hay cái ví Pi nó có phải là ví blockchain hay không. Thì cái câu trả lời của Thắng xét trên phương diện này thì không phải là một ví blockchain, bởi vì bản thân nó không có bất cứ một cái nhiệm vụ gì khác ngoài cái việc chứa cái số Pi. Nếu như nó muốn trở thành một ví blockchain thì nó sẽ cần phải có, thứ nhất là nó phải chứa được khá nhiều các loại coin khác nhau. Cái thứ hai là nó phải chứa được các cái chuỗi khác nhau ngoài cái chuỗi của Pi blockchain. Đó. Và tất nhiên rồi nó sẽ phải có được những cái tính năng như là trình duyệt web. Tuy nhiên ấy là mạng Pi họ làm khác biệt các bạn. Bởi vì là cái Pi browser bản thân nó đã là web 3 của mạng Pi rồi. Trong cái Pi browser nó bao gồm các cái diễn đàn này, bao gồm mạng xã hội này, bao gồm trình duyệt blockchain này, bao gồm những cái ứng dụng liên quan đến bảo mật cũng như là tuân thủ luật pháp quốc tế MiCA hay là LLM về tội phạm sửa tiền các thứ, thì rõ ràng những cái đó thì rất là rõ ràng mà chúng ta cũng không cần phải nhắc lại nữa. Đó. Thì mạng Pi họ đang muốn sau mainnet ấy, thì là cái ví của Pi chắc chắn nó sẽ chứa được những cái chuỗi như này, thì Thắng hy vọng là sau cái mainnet thì rõ ràng cái mạng Pi họ sẽ cập nhật những tính năng đó, hoặc đơn giản hơn là họ không làm nhưng các cái ví web 3 bên ngoài họ sẽ làm, những cái ví như là OKX web 3, Binance web 3, rồi ví MetaMask, ví Gate, hoặc các cái ví lạnh họ cũng sẽ hỗ trợ thôi các bạn. Cái điều này là cái điều bình thường, cái đồng Pi càng ở nhiều các cái blockchain thì càng giúp cho cái giá trị của cái mạng lưới Pi nó sẽ lên cao hơn. Rồi thì cái điều này nó sẽ giúp cho trả cái ví Pi về đúng cái vị trí của nó. Về mặt lý thuyết mà nói theo quan điểm của Thắng thì cái ví Pi nó cũng không cần thiết trở thành một cái ví blockchain, nó chỉ đơn giản là một cái ví chứa tài sản thôi. Vậy là được rồi. À, thì cái mạng Pi chính là cái ví web 3 nơi mà ví Pi được sử dụng như một chiếc ví không lưu ký. Bản chất bây giờ nó là như vậy nha. Còn thay vì mà chứa những cái crypto thông thường như mà chúng ta nhìn thấy như những cái ví khác ấy, thì hoàn toàn trong tương lai cái ví Pi có thể chứa được những cái fiat token hóa. Đó. Tức là những cái token mà nó là tiền pháp định được token hóa lên trên cái mạng lưới, có thể nó không được tạo ra bởi Pi blockchain nhưng có thể nó được chứa ở trong đó. Ví dụ như có thể là Việt Nam đồng, y Việt Nam đồng nó làm trên Stellar chẳng hạn, nó vẫn có thể chứa ở trên Pi, hoặc là nó làm trên Ripple nó cũng vẫn có thể chứa trong Pi, hay kể cả mạng lưới nào đi chăng nữa thì cũng vậy các bạn ha. Thì cái điểm quan trọng nhất là nó sẽ cần có một cái hợp đồng thông minh để làm cái điều đó. Và chúng ta chuyển sang một cái phần tiếp theo nữa, đó là nếu như xét về cái phương diện fiat token ấy, thì cái vai trò của mạng Pi để chứa các loại tiền tệ khác nó như thế nào. Thì Thắng thực sự đã có một cái chia sẻ ở trên cái kênh X cách đây vài hôm, thì đây là một cái hình ảnh được chia sẻ lại ở trên cái nguồn của Pi Explorer, thì mọi người có thể nhìn thấy cái mã ví ở trên màn hình và mọi người có thể copy và kiểm tra. Thì trên thực tế Thắng cũng chưa kiểm chứng được là những cái token này nó có thực sự ở trên mạng mainnet hay không, nhưng một trong những cái ý tưởng tạo ra những cái token dạng thức này ở trên mạng Pi thực sự là đáng hiệu quả, nó hiệu quả hơn khá nhiều so với cái việc là những cái token riêng lẻ các bạn ha. Ví dụ như là người ta list cái token CNY, Euro, GBP như thế thì người ta có thể thêm vô cũng được. Nhưng rõ ràng là nó sẽ có nhiều đơn vị làm được cái điều này hơn. Nhưng đối với mạng Pi ấy, thì họ lại làm theo một hướng nó khác một chút. Đó là đầu tiên ấy, là mình phải hiểu đối với cái Pi coin, thay vì nó được định vị là một loại tiền crypto hay là native token sử dụng với cái mục đích là làm gas fee, DAO như những cái loại hình DeFi khác ngoài kia, thì trong sách trắng của Pi họ cũng đã định vị một là Pi là loại tiền tệ rồi. Cái điều này là cái điều mà chúng ta nói rõ rồi. Và cái thứ hai nữa đó là cái phát triển của cái định hướng trở thành tiền tệ thì phải có các cái tiện ích để sử dụng, thay vì là các loại crypto truyền thống chỉ tập trung vào cái mảng DeFi mà thôi, như kiểu là giải quyết phí gas rẻ hơn này,
rồi cầu nối nhanh hơn, cái đó là những cái gọi nói chung chung là DeFi. Thì là như vậy, thì cũng phải cần có một cái cơ chế quy đổi, hay người ta gọi theo cái thuật ngữ crypto là swap từ tiền Pi sang một cái quốc tiền quốc gia cụ thể đó. Cái điều này là cái điều rõ ràng là cần phải có, và các loại tiền tệ chính sẽ được sử dụng trong cái hệ thống này. Ví dụ như chúng ta có thể áp dụng những cái hệ thống liên quan đến tiền ở trong hệ thống ngoại hối, như là các cái cặp giao dịch mà mình đã biết về Forex đó, thì Thắng cũng không chia sẻ sâu hơn về cái điều này, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Có rất nhiều cặp giao dịch, trong đó bao gồm có USD, Euro, Singapore này, Japanese Yen này, đó vân vân, rất nhiều các cặp giao dịch. Thì tất nhiên cho nó không có Việt Nam, vậy thì các cái loại tiền tệ không nằm trong hệ thống ngoại hối thì nó sẽ sử dụng cái cơ chế thông qua USD thôi, đánh bắt buộc phải như vậy, chứ cũng chả cũng chúng ta cũng không có bất cứ một cái nào khác. Thay vì list cái token fiat dư bình thường giống như là USD này, Euro này, thì đối với cái giải pháp listing token bằng cái cặp giao dịch như là PUSD không có cái dấu gạch chéo nha, hoặc là P Euro vân vân, sẽ giúp mang lại rất nhiều những cái lợi thế cho cái mạng lưới. Thứ nhất là nhìn vào cái tỷ giá giữa cái đồng đấy thì chúng ta có thể đánh giá được cái sức mạnh của đồng tiền quốc gia đó. Cái thứ hai là đưa Pi vào một cái vị thế nó là cái tiền trung gian, từ đó giúp cho cái đồng Pi có cái giá trị ổn định. Đó. Chứ còn nếu như mà để lên sàn để mà nó tự định hình một cái giá trị, chắc chắn rồi nó sẽ có cái sự bơm thổi và nó sẽ nhảy lên xuống rất nhiều, rất mạnh. Đó. Thì đấy là một cái mục đích của mạng, vì nếu như muốn trở thành tiền tệ rõ ràng ông phải thực sự có cái sự ổn định. Có thể là ông không ổn định giống như stablecoin, nhưng ông sẽ phải có một cái mức giá tăng trưởng theo một cái thời gian theo mức ổn định. Đấy là cái điểm mà mục tiêu của mạng Pi mong muốn. Và cái điều này sẽ phải có cái sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, chính phủ thì mới làm được. Và hiện tại Thắng thấy rằng có Ripple đang làm rất tốt cái điều này. Stellar cũng vậy, nhưng tuy nhiên Stellar thì kín tiếng hơn. Còn đối với Pi thì rõ ràng chưa mainnet mở, mình cũng chưa thể khẳng định cái điều gì cả của chúng anh chị các bạn. Rồi, và khi mà chúng ta xét về cái định vị của tiền tệ này, xét về các cái vị trí token fiat này, thì là chúng ta sẽ cần phải rất nhiều những cái hỗ trợ từ nhiều bên các bạn ha. Ví dụ như nếu như mạng Pi muốn phát triển nhanh hơn, rõ ràng là cái sự kết hợp giữa Stellar với Ripple chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái giải pháp lớn. Tất nhiên Thắng không thể khẳng định được là cái sự hợp tác này nó ở cái mức độ nào, có thể họ chỉ hợp tác ngầm với nhau thôi, họ không công bố, hoặc có thể họ hợp tác công bố nhưng mà ở một cái phương diện nhỏ, hoặc có thể là họ không hợp tác. Nhưng rõ ràng để mạng Pi làm được những cái điều như Stellar và Ripple đã từng làm từ trước đây ấy, thì họ sẽ cần cái thời gian khá là dài. Vậy thì thay vì chúng ta đi nhanh thì chúng ta có thể chọn đi xa thì đi cùng đồng đội. Thì rõ ràng cái sự hợp tác nó là chuyện bình thường mà, bất cứ một cái dự án crypto nào cũng cần phải có cái đối tác. Và bây giờ chúng ta đang thấy cái sự kêu gọi đối tác này, và cái đối tác này là đối tác ngoài nha, còn cái đối tác Stellar với Ripple Thắng tin nó là dạng đối tác nội bộ trước giờ rồi đó. Thì đấy là cái quan điểm của Thắng về cái câu chuyện này nha. Rồi, với cái câu chuyện Pi có tìm kêu gọi hợp tác thì mọi người có thể, Thắng đã có cái video chia sẻ rồi, nó khá nhiều đa dạng các bạn ha. Ngoài cái thông liên quan đến UTD tiện ích ra, thì chúng ta có thể thấy có một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là cái phần anchor, tức là cái phần neo tài sản này, đó là cái phần real assets, tức là hàng hóa tài sản mà thì có thể phát hành tài sản ở trên đó. Thì rõ ràng là họ không, Pi họ không cần thiết phải phát hành tài sản, họ chỉ cần một cái đối tác họ phát hành tài sản trên cái nền tảng đó là được. Giống như Thắng đã chia sẻ về cái đồng Bitcoin ở trên mạng Stellar rồi đó, thì mọi người có thể nhớ lại để nói về cái điều này. Tiếp theo nữa là họ cũng có nói về mảng DeFi đối với cái việc list các cái sàn phi tập trung DEX hay cái sàn tập trung là SEX đó, thì họ cũng nói rất là rõ về cái mảng này rồi nha. Chúng ta có thể nhìn lại cái màn hình lúc nãy. Và cái phần quan trọng nhất đối với mạng Pi đó là tiện ích. Đó, chúng ta bây giờ chưa thể sử dụng Bitcoin, Ethereum, BNB hay là bất cứ các loại coin nào để xài ở bất cứ cái nền tảng nào để mua bán trực tiếp được. Rất ít các bạn nha, rất ít các bạn nha. Chủ yếu là các cái dịch vụ thế thôi, chứ còn chưa được sử dụng để mua những cái sản phẩm vật lý. Nó rất là khó. Ở một số quốc gia thì có thể, nhưng ở Việt Nam thì là không các bạn. Đó. Còn đối với cái tiện ích như này, rõ ràng là chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Nếu như bạn lên trên cái hệ sinh thái của nó, bạn có thể tìm ra được một cái sản phẩm. Ví dụ bạn muốn tìm một cái đồng hồ, bạn có tìm một cái đồng hồ mà rất nhiều nơi bán đều bán bằng Pi, thì rõ ràng là nó đơn giản hơn. Đấy là cái điểm mà chúng ta đang nói tới về cái UTD, cái tiện ích của nó. Tuy nhiên ấy, là trong cái phần này rõ ràng họ chưa đề cập đến cái vấn đề liên quan đến chính phủ của bạn. Mặc dù vậy thì xét trên toàn thể cái tổng thể như vậy, mình thấy rằng là nó vẫn đem lại một cái lợi thế lớn cho bằng Pi, khi mà Pi là một cái mạng lưới an toàn trong không gian mạng, ít nhất là nó an toàn hơn đối với KYC, nó không có cái vấn đề liên quan đến tiền mà sử dụng tội phạm. Bởi vì đối với các cái chính phủ mà nói thì họ nghĩ về crypto là nơi của các cái tội phạm dùng để rửa tiền, và đối với Pi thì họ không thể làm được cái điều đó, ít nhất là cho đến hiện tại là như vậy. Nên là đấy là một cái sự lợi thế rất lớn của mạng Pi khi so sánh về mặt pháp lý
đối với các loại tiền crypto ngoài kia. Nếu mà người ta lựa chọn thì rõ ràng lựa chọn Pi là một cái giải pháp nó an toàn hơn. Có thể Pi không được sử dụng như là một dạng thức tiền chính, nhưng mà trong thương mại có thể họ được sử dụng giống như cái cách mà chúng ta chuyển tiền xuyên biên giới. Thay vì chúng ta biết rằng là chúng ta mua cái đồng Stellar Lumen mình chuyển cho bên nước ngoài thì ngân hàng họ sẽ làm giúp chúng ta cái điều đó, nhưng mà chúng ta sẽ phải trả một cái mức phí cao hơn là trả bằng cái đồng XRP mà chúng ta đã từng làm ở trên cái mạng Stellar các bạn đó. Thì cái này cũng vậy thôi, có thể là Bộ Thương mại Hoa Kỳ họ chấp nhận sử dụng thanh toán crypto, Việt Nam có thể xuất khẩu cái gì đó sang đó, và P, và ví dụ như Mỹ chẳng hạn họ bảo là tôi đồng ý xuất khẩu ví dụ 1.000 tấn này tấn kia thanh toán bằng đồng Pi chẳng hạn, thì lúc đó nếu mà chúng ta đồng ý chúng ta vẫn phải nhận Pi mà đúng không, hoặc chúng ta đồng ý bằng loại crypto khác cũng thế mà thôi, miễn sao là Bộ Thương mại Hoa Kỳ họ chấp nhận. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể khẳng định được Mỹ có chấp nhận đồng Pi để sử dụng trong giao dịch thương mại xuyên biên giới hay không, nhưng chắc chắn là Stellar này Ripple là có rồi đó, điểm đó là có nha các bạn. Nhưng cái vai trò của Stellar Lumens và đồng Ripple XRP ấy, thì chỉ đóng vai trò là trả phí gas thôi, chứ chưa hẳn là đóng vai trò là trả tiền tệ, mà nó sẽ vẫn dựa trên cái đồng stablecoin. Và Thắng tin là Pi họ muốn làm cái điều khác hơn, đó là sử dụng đồng Pi. Đấy là cái điểm mà Thắng hy vọng là sẽ thấy trong thời gian tới. Và đó là những cái chia sẻ của Thắng khá là nhanh về cái việc ví Pi có phải là ví Web 3 hay không, cũng như là cái vai trò của nó khi mà nó sử dụng trong cái môi trường của mạng mở thì sẽ như thế nào. Còn ý kiến của chú ý bạn như thế nào thì mọi người có thể để lại ý kiến ở phần comment, và đừng quên like, share cũng như là follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Vậy xin chào và hẹn gặp lại.